Nam à, biết tin gì chưa? Dũng à, tin gì thế? Mai họp lớp đại học đấy, mà họp bên nhà thằng không lớp trưởng ấy. Nó mới mua căn chung cư đẹp lung linh, đến tiện tổ chức luôn. Mà nó đã gọi cho ông chưa? Chắc lát nữa nó sẽ gọi đấy. Mai đi nhá. Mai chắc tôi không đi được rồi. Nhà tôi làm cơm giỗ cụ, vợ tôi về quê mấy ngày hôm nay rồi. Tôi phải... Em đi chợ về rồi đấy à? Để anh đỡ cho. Đi nào. Mai họp lớp đại học đấy, mà họp bên nhà thằng không lớp trưởng ấy. Nó mới mua căn chung cư đẹp lung linh, đến tiện tổ chức luôn. Cố đi. Này, ông thấy nhà tôi được không? Nhà có 4 người, mà lại có 2 phòng ngủ, tha hồ thoải mái. Này, nhà ông có mấy phòng? Kìa, nhà ông có mấy phòng? 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 Anh! Điện thoại kìa. Alo, ở Nam à? Mai họp lớp đại học của nhà tôi đấy. Mà tôi mới mua cái nhà mới, rộng rãi lắm. Mai chứ tôi không đi được đâu ông ạ. Vợ tôi đang có chửa, ốm nghén, chán được một cái gì cả. Thế thôi vậy. Thế hẹn lần sau nhá. Ok ông. Sao anh không đi họp lớp, gặp bạn bè cho vui? Cứ tìm cớ trốn mãi thế. Anh không muốn tụ tập bạn bè lắm chứ, nhưng anh thấy ngại. Bây giờ mình chưa có một cái gì cả, chưa lo chu đáo được cho vợ con, để vợ con vẫn ở cái nơi bừa bộn như thế này. Trong khi bạn bè anh thì... Lại điện thoại kìa anh. Anh biết rồi. K69 Đại học Kinh tế bài hát mong ước kỷ niệm xưa với lời nhắn: dù cuộc sống có bao bộn bề vất vả, xin hãy đừng quên những tháng năm tuyệt vời mà chúng ta đã có. Để rồi mãi chia xa, lòng chờ dâng những thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm. Bạn là lao động có thu nhập trung bình khá, bạn nghĩ sở hữu một căn hộ văn minh hiện đại tại thành phố là điều tưởng chỉ trong mơ? Không, giờ đây điều đó dễ đến bất ngờ. Chỉ cần trả cố định từ 4,7 triệu mỗi tháng, bạn đã có thể sở hữu một căn hộ tại đại đô thị văn minh hiện đại. Thằng Nam này lạ thật đấy. Mọi lần chúng mình rủ nó đi học lớp, nó toàn kiếm lý do để từ chối. Thế mà lần này nó lại chủ động. Thế mới lạ chứ này. Cơm, mấy bố đến rồi, còn không mau vào đi. Định đứng đây nói xấu tôi à? Đi vào. Yeah. À đây rồi, xin được giới thiệu mọi người. Đây là bà xã của mình. Còn đây là thiên thần của mình. Này, thế với ông đẻ xong vẫn nghén, không ăn uống được gì à? Tôi xin câu. Tôi đã giới thiệu xong đâu. Xin giới thiệu mọi người, đây là tổ ấm của mình. À, và còn hơn thế nữa. Không, tỉ kìa thôi. Nói chung đây là trong một cái hệ thống siêu thị hàng đầu Việt Nam rồi. Ông nhớ đến tất cả những gì đều có. Có hết, đấy, tất cả đều có. Bên này là đồ xanh, bên này là hoa quả. Nói chung đây cũng có nhiều. Ông ơi, đây là nhiều. Chúng mình chơi rất nhiều trẻ các bạn.
đẹp thế. Tôi cũng muốn có một căn như thế này. Nhưng mà thủ tục thế nào? Rổ giá ra sao hả ông? Dễ lắm bà ơi. Tôi đăng ký trả góp đến 35 năm được vay đến 70% giá trị căn hộ. Vất vả bao năm cuối cùng cũng có nhà. Bé nghe dậy rồi này. Con nha. Đối với một người đàn ông, điều đáng để tự hào nhất đó chính là lo được cho vợ, cho con mình một mái ấm, một ngôi nhà đích thực của riêng mình. Đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa.